poster poster bự không? Đẹp. Thì có tất cả những anh em tham gia cái câu lạc bộ ở trong câu lạc bộ Hòa Sát, thì hôm nay anh Nghĩa Đạt sẽ dẫn mọi người đi quay cận cảnh cái nét đẹp của nó, mọi người thấy cái màu không? Không. Yếm nè, thấy chưa? Nó ruby nhưng mà nó ra ngoài trời nó mắt điện, nó cũng giống như albino đó mọi người. Đó. Quay tới cái đường Bình Cương. Thì hôm trước Nghĩa Đạt cũng có gặp ở Bình Dương, Tây Ninh thì mấy lần ớt rồi Nghĩa Đạt gặp rồi, Nghĩa Đạt cũng nói là đây là một cái tay nuôi rồng rất là đẹp. Đấy mọi người. Rồi, bây giờ em chia sẻ về cái hôm trước là em chia sẻ về Red Green đúng không? Super Red hay là Hippo, bây giờ là có một bé Sino để em chia sẻ về cái cách nuôi một bé albino mà đã yếu hơn một bé Sino đẹp như thế này đi. Chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Nghĩa Đào Iguana. Buổi sáng hôm nay Nghĩa Đào có mặt tại quán cà phê Sông Tí tại Tây Ninh nha mọi người. Admin Nghiêm Võ đã tổ chức một cái buổi offline. Một lần nữa Nghĩa Đào đến đây và muốn quay và muốn cho mọi người xem những cái con bé đẹp của mọi người đem lại ha, và những cái kinh nghiệm mà những anh em nuôi bò sát đem đến. Ok, đi theo mình để mà tìm hiểu những bé đẹp và những anh em nuôi bò sát nha mọi người. Đưa đây, đi. Đây là một cái khuôn viên của quán cà phê Sông Tí, là một cái buổi ốp bò sát hôm nay mọi người. Đây để Nghĩa Đào quay cái khuôn viên cho mọi người xem nha. Đây là một cái poster poster bự không? Đẹp. Thì có tất cả những anh em tham gia cái câu lạc bộ trong câu lạc bộ bò sát, thì hôm nay Nghĩa Đào sẽ dẫn mọi người đi xem những anh em nuôi bò sát nha mọi người. Đây là anh Năm Ngon nha mọi người. Đây là anh Tiên Nguyễn. Và đây là anh Quang Hảo nha mọi người. Thì những anh em có kinh nghiệm nhiều trong bò sát thì cũng đến đây để chia sẻ rất là nhiều về bò sát. Thì đây, ra đây giao lưu trước với anh Năm Ngô nha. Cũng xin những ý kiến đóng góp của anh Năm Ngô cho đến cái buổi ốp hôm nay. Thì có những lời chia sẻ gì đến anh em nuôi bò sát, mới nuôi bò sát nha. Những cái cơ bản cũng được, những cái cách nuôi cơ bản thôi, để anh Năm Ngô chia sẻ cho mọi người. Nếu mà nói về cách nuôi cơ bản á, thì chắc lát nữa sẽ chia sẻ trong chương trình. Tại vì chương trình hôm nay là sẽ tập trung vô cái chủ đề đó. Còn giờ thì nói chung là mình cũng đi mấy chục cây số lên Tây Ninh chơi với anh em, mình thấy không khí rất là đông vui thôi. Mọi người vẫn rất là yêu mến cái dòng bét này, thấy vui vậy thôi. Thì chắc chắn rằng thì những cái buổi hôm nay thì mong tất cả những anh em thì ở xa hay gần gì đó thì cũng đến tham dự để mà mình tìm hiểu thêm ha anh Nam. Những cái dòng bò sát mà khi mà mình nuôi như thế nào để hiểu biết nhiều hơn nữa. Ok, cảm ơn anh Nam rất là nhiều. Ok, em thấy thích cái áo này lắm đó nha. Hồi nãy anh nói em giữ dằn dặn nha. Cảm ơn mọi người. Rồi mọi người ủng hộ kênh Nghĩa Đạo nha. Rồi em coi bò sát hay không ạ. Rồi đây là một bé igu, nhưng mà bé này là bị tật lõi từ nhỏ đó mọi người. Thì hôm trước Nghĩa Đạo cũng có chia sẻ với mọi người những cái bé mà tật như thế này nè. Thì có chủ anh em chủ nha. Không có được. Thì thật sự ra mà nuôi được như thế này là cũng là một cái nghị lực đó mọi người, người thấy không? À, quay gần cảnh cho các bạn luôn. Giờ cái đồ này đó. Thấy không? Thấy thích không? Thích không? Đây 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 đây. Đây là một bé caramel nha mọi người. Đó, mọi người thấy cái nét đẹp của caramel không? Thì chắc hẳn thì đối với anh em mà mới chơi á, như là những anh em new quay á, thì gặp cái dòng này thì rất là lạ, thật sự luôn. Nhưng mà nó cũng có rất từ lâu rồi mọi người. Mọi người thấy cái màu của nó, caramel nó khác với cái nó là một dòng đó mọi người. Nó chung với albino, albino T nó chung một dòng đó nhưng mà nó cao hơn. Đó, sao con? Con này là con igu. Đó. Quay cận cảnh cái nét đẹp của nó, mọi người thấy cái màu không? Không. Yếm nè, thấy chưa? Nó ruby nhưng mà nó ra ngoài trời thì nó cái mắt điện nó cũng giống như albino vậy đó mọi người. Đó. Bây tới cái đường. Thấy không? Rồi đây gặp gỡ còn nữa mọi người, bên đây thêm một bé caramel. Phái caramel quay hoài luôn. Đây nè. Đây là một bé cũng là caramel đó nha mọi người, nhưng mà bé này là bé cái, bé nãy bé đực. Đó. Bé này được cũng 1m mấy nè, 1m1 nè. Đó, mọi người thấy không? Tuyệt vời. Thì buổi đó hôm nay thì tập hợp những bé đẹp đó mọi người, bên đây nữa nè. Bên đây thì có hai bé rim ha. Đúng không? Wow. Đây là của anh hả? Của em. Đây tìm hiểu. Dạ. Yeah. Oh. Đây là một cái dòng cơ bản nha mọi người, mà mọi người thấy rất là hiếm khi mà những cái búa mà gặp những cái dòng cơ bản này luôn á.
mọi người thấy nó đẹp không? Này đều được thuần 100%. Cái bé này là cái body nó bị tắt nè mọi người thấy không? Đó, thấy chưa? Còn giữ cái màu rất là tốt luôn, đẹp quá. Đây nữa nè, không? Thì tất cả những anh em nào mà nuôi bé thuần, mình nên thuần lựa bé nào đẹp nhất hay là lựa bé nào thuần nhiều nhất, thì có khi mà những anh em ở tại địa phương mà người ta tổ chức ốp á, mình cứ đem theo mình để mình giao lưu với tất cả anh em ha, để mà giao lưu trao dồi kinh nghiệm học hỏi đó. Đây là một bé cũng Iguana nhưng mà thuộc cái dòng khác, thì nãy như cái đầu nói thì cánh bồm, nhưng mà loại cái size nó sẽ nhỏ hơn rồi. Thấy cái chủ bé nuôi không, bộ ở đây luôn nè, giống như là thú cưng. Trời ơi, cái cây xô nó cao hơn cái đầu của nghĩa đào nữa. Mà cái con này nó tâm lý nó ổn ghê luôn, nãy giờ cái đào đụng cây xô mấy lần luôn mà nó không sao. Đây thêm một cái dòng nữa, cái này giống nhìn nó giống như tô vậy đó, tô rin quá, thấy không? Quá đẹp, cái bé này quá đẹp luôn mọi người, thấy không? Tâm lý rất là ổn nè, có gù nè, thấy chưa? Từ đầu tới đuôi luôn nè, à đây nè, yếm luôn nè, thấy chưa? Đó, đã quá đã luôn mọi người ơi, đuôi nè. Thật sự nghĩa đào rất là thích đi ốp như thế này đó mọi người, mà đi ốp rồi quay rồi chia sẻ cho mọi người những bé đẹp như này để mọi người có nhiều cái kinh nghiệm, nhiều cái động lực nè để mọi người chăm Igu nha mọi người. Đó, với lại cây xô như thế này nè, những anh em nào mà hay luyện bét đó, anh em đừng có để xô cao á, thật sự luôn. Tại vì những bé bét mà nó hung á, lúc mà mình thuần á, lúc mà mình huấn luyện á, nó hung lắm. Tại vì cái đuôi này nè, nó sẽ quất vô cái mặt của mình và nó ảnh hưởng tới gương mặt của mình đó, có khi là vô con mắt luôn. Hồi năm rồi á là nghĩa đào cũng bị dính một con ngay con mắt á, rất là nguy hiểm. Xô là mình phải hạ thấp xuống dưới đây ha, những anh em nào mà hay thuần Igu hay chơi với Igu nên hạ thấp xuống cái tầm của mình, mình dễ thuần hơn chút xíu. Thì đó là cái chia sẻ chút xíu về cái khi mà mình đẩy con Igu để mình thuần lên cây xô hết mọi người. Đây là một bé gầm cánh bồm thế này, bé này cũng được anh em nuôi và buộc như này, như một bé chó thú cưng ở nhà chứ mọi người. Đây là một bé Hippo nha, đó mọi người thấy không, bé Hippo này quá là đẹp luôn, tuyệt vời. Bé này đẹp anh Thanh Hoa Hảo. Ô màu quá đã luôn mọi người, thấy không? Màu rất là tốt luôn mọi người. Những anh em mà chơi Hippo đây nè, quay gần cảnh ở Caramel. Những anh em nào mà chơi Hippo và đang nuôi Hippo thì nhìn đây nha mọi người, để làm một cái động lực mà để mà nuôi nha mọi người. Ok, từ màu sắc nha cho đến gai nè, không, từ màu sắc cho đến gai đến yếm, rất là đẹp mọi người. Thì chắc mọi người cũng không có xa lạ gì với những cái dòng Hippo này nha mọi người. Quá đẹp tuyệt vời. Đây nữa, đây là một bé gì? Đúng mọi người đó. Đúng mọi người, đây là bé gì? Xin tự giới thiệu với mọi người, đây là một bé Sino. Không, Sino là màu trắng đó mọi người, mà tại vì anh em nuôi ở ngoài trời quá thì nó sẽ bị đổi màu nha. Chủ nhân của bé Sino này nè mọi người. Thì chắc hẳn thì anh em cũng không có xa lạ gì em Cương. Thì hôm trước nghĩa đào cũng có gặp ở Bình Dương, Tây Ninh thì mấy lần ốp rồi nghĩa đào gặp rồi, nghĩa đào cũng nói là đây là một cái tay nuôi rồng rất là đẹp. Đúng mọi người. Rồi, bây giờ em chia sẻ về cái hôm trước là em chia sẻ về Red Green đúng không? Super Red hay là Hippo, bây giờ là có một bé Sino để em chia sẻ về cái cách nuôi một bé Albino mà đã yếu hơn một bé Sino đẹp như thế này đây. Cái bé này thì do em nuôi nắng á, cho nên là nó hơi đỏ xíu. Nếu mà mọi người về mọi người nuôi cái môi trường ít nắng xíu, có thể là cho thêm đèn sưởi, đèn UVA, UVB á, thì bé nó sẽ trắng hơn nhiều, đẹp hơn nữa. Còn những cái bé này thường thường cái nó bị cận thị á, nên là cái môi trường nuôi nó sẽ không cần phải chuồng phải rộng lắm, cho nó dễ tìm thức ăn, là khi mà nó ăn uống đầy đủ chất thì nó sẽ đẹp hơn. Như anh em cũng hay hỏi là Sino á, là nó hay bị dễ Barbie là khó nuôi lắm, em có kinh nghiệm gì mà khi nuôi Barbie Sino để cho anh em chia sẻ thêm không Cường? Mình sẽ những cái bé mà mắc mờ như vậy nè, mắc kém như vậy nè, là mình sẽ bổ sung thêm thức ăn bổ sung. Tại vì trong cái thức ăn bổ sung nó sẽ có cái mùi á, cái hương của cái trái cây hay là những cái thực phẩm ở trong đó, là nó sẽ kích thích cái vị giác của cái những cái bé mắc mờ như vậy, thì nó sẽ quen được cái lúc mình cho nó ăn thức ăn và có thêm cái mùi của cái thức ăn bổ sung nữa, thì nó sẽ dễ tìm kiếm thức ăn hơn, thì nó sẽ khỏe mạnh hơn. Chứ nếu mà mình cứ cho ăn rau thì có thể những cái bé mà nó cận quá
nó không có bị đuôi nhưng mà mắt nó sẽ cận quá thì nó không có tìm được rau thì nó sẽ yếu và nó sẽ cứ ù lì như vậy, nó không có được tốt. Còn những cái bé mà mình chăm sóc kỹ thức ăn rồi thức ăn bổ sung, có thể là bổ sung thêm trái cây nữa, thì những cái ngày nắng tốt á bổ sung thêm trái cây nữa thì bé mắt bé sẽ khỏe và nó ăn đầy đủ chất thì dĩ nhiên là nó sẽ nuôi gai đẹp thôi. Đó là một cái lời chia sẻ rất là bổ ích đối với em Cường nha mọi người. Thì một cái tay chăm rồng đẹp nha mọi người, nãy giờ là những cái kinh nghiệm là quý dữ lắm á, những anh em mà nhất là những khán giả, những anh em newbie của kênh Nghĩa Đào Iguana nghe kỹ những cái lời chia sẻ của em Cường để mà em Cường chia sẻ đó mình về mình học và mình tìm hiểu để nuôi một bé albino sino như thế này, hoặc là albino chẳng hạn như nãy Nghĩa Đào cũng có chia sẻ với mọi người đó. Thì bé này rất là dễ thương nha mọi người, thì ai mà muốn chăm bé này thì cứ liên hệ em Cường. Em Cường sẽ nhường lại cho mọi người. Cái này chơi nói chung là dễ tiếp xúc ha, dễ ẩm dễ bồng ha, nó cũng rất là ngoan hiền. Mắt thì nó mờ thì nó dễ tiếp xúc. Cái bé nó kênh kìa, coi kìa, ảnh kênh của bên đây luôn đó mọi người. Đó kè. Rồi ok, cảm ơn em Cường rất là nhiều. Anh cũng rất là vui khi gặp em tại cái buổi ốp này và mong về sau nữa càng gặp nhiều hơn để em chia sẻ nhiều kinh nghiệm hơn nữa để cho anh em nuôi bò sát và những anh em mới chơi người ta tập tành để nuôi á, người ta tìm hiểu nhiều hơn, rất là bổ ích. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn em. Trời ơi, má ơi. Đây là một bé đây là một cũng là một bé bé nha mọi người, nhưng mà người ta một cái mỏ này của em hả Mai? Bác hả? Đó mọi người thấy chắc hẳn thì mọi người cũng biết bé này là bé gì, nó đâu có đẹp, ta gọi là cái xấu đó mọi người, đúng không? Sao mà nó nhoi dữ vậy ta? Rồi sao ai buộc mỏ thì vậy, gỡ ra coi. Rất là dễ thương nha mọi người. Của em hả? Không. Đông rửa cái miệng. Không, cái này là an toàn thôi mọi người. Mình không có biết được cái bản tính của cái con này. Đúng rồi con ơi, tá xấu. Trời ơi. Ui, bé này là nuôi được nhiều, nuôi bao lâu rồi? Ủa rồi, đây là em, đây là mọi người, đây là Mai Quân Que gì nè mọi người. Cũng là anh em trong hội bò sát ha. Thì cái ớt nào cũng gặp em, rồi hôm nay em đem cái gì theo? Đâu? Hồi nãy anh thấy cái con gì trắng trắng bự bự của em nè. Ở đâu? Con trăng gì đó. Vậy hả? Trời Phật ơi, nãy giờ sao không quải để chia sẻ với mọi người? Hôm nay em không có đem. Vậy hả? Rồi ok, cảm ơn em, rất vui được gặp em trong cái những cái buổi ốp hôm nay ha. Dạ của em. Ủa, đây là gắn gì? Gắn nha, Rusian Rasnack. Đây. Hiền không? Hiền không? Hiền cô luôn anh, ăn cực kỳ dễ ăn luôn. Dễ ăn, nó ăn cái gì? Dạ là em nó ăn chuột rồi ăn đủ thứ con á, còn em thì em cho nó ăn trứng vịt lộn. Ồ, ăn nguyên trứng luôn hả? Dạ không, em lấy cái con ở trong rồi anh. Một lần mình cho nó ăn bao nhiêu lần? Dạ 1 đến 2 lần. 1 đến 2 lần. Em ở đâu lận? Dạ em ở ngay chỗ chùa Thánh. Em ở đây luôn. Dạ đúng rồi. Rất là vui được gặp em. Thì nhà nuôi rắn gì không? Dạ có hai con, một con MBK với con này. Ờ có nuôi gô không? Dạ, chưa có điều kiện. Chưa điều kiện. Có gì đâu không có điều kiện. Igu cũng nhà, mình thử tìm hiểu đi. Nhà 4m2, ngỡ để xe cái hết chỗ rồi. Rồi cảm ơn em rất là nhiều. Bé rắn rất là dễ thương. Rồi cảm ơn em. Dạ. Rắn nghe nè. Con ở đâu? Dạ ở đây hả? Rồi con đi ốp để con tìm hiểu Igu hay sao? Dạ. Con tên gì? Dạ Việt. Tên gì? Nó lớn lớn nè, nó lớn lớn cho mọi người xem coi. Tên là Việt. Tên Việt, đúng không? Bao nhiêu tuổi rồi? Con có thích Igu không? Con có nuôi bé nào chưa? Dạ có nuôi. Có nuôi một bé hả? Con thấy Igu nó như thế nào? Dễ thương không? Dễ thương hả? Rồi cảm ơn con nha. Thì những cái buổi ốp hôm nay đó tất có những anh em, những bé nhỏ hay đến đây để tìm hiểu Igu nha mọi người. Có những người mà người ta chưa có biết gì Igu luôn và người ta muốn tập tành để mà muốn sở hữu một bé Igu như thế nào thì lại đây thì có nhiều thứ để mà tìm hiểu học hỏi lắm mọi người. Rồi ok, đi. Cái khuôn viên ốp hôm nay thì cũng rất là ấm cúng nè, dễ thương nha. Đây là bé Quân trong hội Igu, nhưng mà bé Quân là hồi nãy Nghĩa Đào có quay một cái bé gồng cánh bòm này, thì hôm trước gặp ở Sài Gòn Nghĩa Đào cũng có giao lưu với em Quân rồi ha. Thì hôm nay gặp lại bé đồng cánh bòm này nữa đó. Mọi người thấy em Quân này chuyên về đồng cánh bòm nha mọi người. Em có chia sẻ gì đặc điểm hay là cách ăn hay là cách chăm sóc con bé rồng cánh bòm này như thế nào không? Em chia sẻ cho mọi người. Dạ. Giới thiệu mọi người, này là dòng cánh bòm, tên của nó là Sephin.
thì dòng này nó là ánh tím cho nên nó là tên, cái tên của nó luôn là Petula Tết. Thì nó ăn thức ăn chính đó là côn trùng, sâu dế, còn kèm trái cây. Bé này thì nuôi cũng dễ lắm, thì chỉ cần setup cho nó là lũa trên leo với lại một cái hồ cho bơi thì nó bơi là nhiều, nó tiếp xúc với nước nhiều đúng không? Đúng rồi, tiếp xúc nhiều. Mà anh thấy là hình như anh em chia sẻ là nó có ăn cá nữa đúng không? Nó ăn cá, ăn đầu tiên là ăn đồ sống á. Dạ ăn sâu dế thịt cá. Nó khác với Igu. Igu mình là toàn là ăn rau cải, ăn củ quả, ăn tương đó rồi. Còn nó thì nó có thể ăn mặn nha. Đó nãy là nghĩa là có quay cảnh cái bé gầm cái bình rồi. Cái tên của nó tiếng Anh đúng không? Tên tiếng Anh nó là đúng tên rồi, gì là Petula Tết Saipin Dragon. Đó là dòng của Philippines. Bé này thuần rất là khó luôn đúng không Quân? Dạ thuần cũng không khó lắm, mà chỉ là nó hơi ủi mỏ xíu. Nếu mà chưa thuần nó sẽ ủi. Rồi anh em thì mọi người có tìm hiểu về một cái loài rồng này thì cứ liên hệ em Quân nha, em trai Quân, để mà tìm hiểu và cách nuôi nó như thế nào nha mọi người. Thì ở đây á, anh em chơi thì không có hoàn toàn thì bao trùm hết, thì có những anh em chuyên về rồng này, có những anh em chuyên về rồng kia, có những anh em chuyên về rắn, chuyên về trăng đúng không? Yeah. Rồi ok, cảm ơn em rất là nhiều. Còn em Quân này là chuyên về rồng cánh bồm à. Yeah. Quá đẹp. Nhìn thấy đây là cái gì? Hoàng khăn cổ. Hoàng Hoàng trăng cổ. Hoàng trăng lên cổ. Được rồi, được rồi. Kiểu tên cho mọi người biết em tên gì, em ở đâu, em bao nhiêu tuổi, em có bầu chưa? Thì em tên Phúc, em tên Ninh, em 19 rồi, có người yêu rồi. Có người yêu rồi. Bé Phúc này thì chuyên về. Bé Phúc này là chuyên về trăng nha. Trời, đừng có quan tâm tới, sau lưng ở đây nè. Chuyên về trăng nha mọi người. Thì cái bé này là bao nhiêu ký rồi? Tầm khoảng 6-7 ký. Em cho ăn là một tuần hay là một tháng? Một tháng ăn khoảng 1-2 lần. Một tháng nó ăn cái gì? Củ gà. Bữa nào có dịch hay gà chết dọc vô cho nó. Mình tập cho nó ăn đồ chết đi đúng không? Có nhiều lúc nuôi mấy bé này nè mọi người, mình thấy có những anh em hay cho ăn đồ sống mình cũng thấy ngán ngán. Thật sự ra có chủ mình mới dám cầm nha mọi người, chứ mà không có chủ là mình cũng không dám cầm nữa, mình sợ. Nhưng mà chăn với rắn thứ quăng mình có. Rồi cảm ơn em rất là nhiều. Nói chung là những cái buổi ốp này đó là gặp luôn luôn gặp những anh em như thế này là mọi người rất là vui. Từng anh em để mà có một cái khía cạnh chăm bé khác nhau để mà mình học hỏi ha mọi người. Thì ai mà thích chăn với rắn thì cứ liên hệ em Phúc ở Tây Ninh nha, câu lạc bộ Iguana Tây Ninh. Chia sẻ kinh nghiệm thôi. Chia sẻ kinh nghiệm đúng rồi, em chia sẻ kinh nghiệm về cái cách nuôi chăn của mình đúng không? Cảm ơn em rất là nhiều. Mọi người thấy không, rất là nhiều bộ môn chăn rắn rùa. Ở đây không thấy rùa ha, chăn rắn rùa Igu. Thì hôm nay thì Igu nó nhiều, ớp Igu mà đúng không mọi người? Chín được hai ba con chăn rồi. Đúng rồi. Rồi ok, thì đi ở cái khuôn viên ớp này mọi người cũng đang sắp sửa lên chương trình để giao lưu và chia sẻ, và mình cũng nói ngắn gọn và chia sẻ với mọi người. Đây là một cái chuồng của Lương Công Duy nha mọi người. Thì mọi người biết là chuồng của Lương Công Duy, đây là chuồng lưới của anh em của ban tổ chức. Thì đây là những cái phần quà của ban tổ chức dành cho tất cả những anh em mà tham gia cái buổi ớp ngày hôm nay. Người tham gia thì người nào cũng có thể được nhận quà đó mọi người. Qua đây. Đó là những cái phần quà của tất cả những anh em chơi gu tài trợ cho cái ban, cho ban tổ chức đó mọi người. Thì đây là những cái phần quà, những chú Igu mô hình nè mọi người, thấy không? Những hộp thức ăn đó, thấy chưa? Còn ở đây mọi người biết là gì không? Ở đây là những bé Igu, là những phần quà của các ban, của các anh em tài trợ Igu, để tài trợ cho ban tổ chức để làm phần quà cho tất cả anh em để tham gia ở đây nè mọi người, đúng không? Rất là nhiều quà nè mọi người, thấy không? Đó Igu nè, quà nghe. Đi đến đây tham gia những cái buổi ốp, được ngắm những bé đẹp, được chia sẻ về kinh nghiệm chơi Igu, đặc biệt còn được nhận quà nữa, thấy mọi người thấy không? Thì cho nên anh em mà cứ nuôi Igu cho thiệt là đẹp đi. Tại địa phương mình có tổ chức một cái buổi ốp nào đó chúng ta lại tham gia thì được chia sẻ kinh nghiệm và được quà như thế này nè, rất là sướng. Thì hôm nay chuyến hoạt quà này anh em tổ chức sẽ dành tặng riêng cho những bạn, thứ nhất là những bạn mới chơi này, những bạn có đam mê và muốn tìm hiểu, muốn tiếp cận đến cái môn Iguana này, và những anh em mà có những cái câu hỏi hay những câu trả lời xuất sắc, hoặc là những cái sự trải nghiệm, những cái chia sẻ cá nhân của mình, là rất là nhiều anh em ở đây thích thú và đồng ý thì chúng ta sẽ có một phần quà cho mình. Đó là thấy một cái chuyện có số quà chúng ta không nằm ở việc hơn chưa bốc thăm nữa, mà chính các bạn cũng có thể nhận được phần quà. Rồi xin mời cả bạn gọi lên anh Ngô, anh Tiên.
Đây là cái chuẩn bị lên chụp hình đầu của gói mọi người. Anh Đăng Hải ơi, Đăng Hải. Đăng Hải, lên nó chụp tấm hình lưu niệm với em luôn, tất cả anh em. Tất cả anh em, để anh em chúng ta khởi xuống đi. Đúng rồi, đúng rồi. Lại anh đứng dậy, đứng dậy. Để đi còn lên món nữa, bếp đợi lâu quá rồi các bạn ơi. Lại anh, lại anh. Rồi, ai lùng ngồi xuống, cao đứng về sau. Lùng ngồi xuống. Lùng ngồi xuống. Ờ, lùng ngồi xuống. Rồi mà. Vô, vô chụp hình luôn đi con. Vô, vô, vô. Vô, vô lẹ lên, vô, vô. Anh Nam vô đi anh Nam. Cãi cãi. Rồi vậy. Chức của câu lạc bộ Bò Sát Tây Ninh thì cũng là admin của câu lạc bộ Bò Sát Tây Ninh nha mọi người, để tạo cơ hội cho anh em tìm hiểu và giao lưu rất là nhiều nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đây là anh Nghiêm Võ nha mọi người. Thì khâu chuẩn bị cái buổi ốp này như thế nào anh Nghiêm chia sẻ với anh em Lưu Huy. Chuẩn bị là sao? Chuẩn bị cái buổi ốp như thế này nè, chu đáo như thế này để ok hơn vậy đó. Cái khâu chuẩn bị nó cực khổ hay là nó mệt mỏi gì không, hay là vui sướng cảm giác của mình hiện tại như thế nào, rồi kết thúc cái buổi ốp nữa, từ cái buổi ốp tới kết thúc cái buổi ốp cảm giác của mình như thế nào? Hiện tại thì từ lúc mà mình làm buổi ốp thì nó phát sinh rất là nhanh. Tại vì mình đã có kinh nghiệm làm hồi năm rồi. Năm nay thì nhiều anh em nhắc là muốn về đây mình chơi, thì nó cũng có sự ủng hộ của nhiều anh em nên anh em mình mới tổ chức với nhau. Thì tức là mình sẽ bàn đơn giản hóa, tại vì mình không có nhiều người để phụ vô, nên là mình sẽ đơn giản hóa mọi thứ lại, tức là mình muốn nó nằm ở trong cái khuôn khổ để anh em mình có thể trao đổi chia sẻ thôi, chứ mình không có làm cái event hay là kia đó cực. Nên là mọi người sẽ tốt thì chung tay lại, mỗi người một việc. Thí dụ là mình sẽ là đưa ra ý kiến, rồi mình sẽ hỏi thăm anh em đồng thuận với ý kiến đó, thì mình xét nó vô cái mục một, mình sẽ làm, mình sẽ triển khai cái việc đó. Tại vì anh em cũng gần với nhau, có tiếng nói. Thật sự thì cái ốp ở Tây Ninh này là lần thứ hai rất là thành công mọi người. Thì cái đợt một hay cái đợt sau này là cải cách hơn là nhiều, rất là nhiều. Về cái phần chia sẻ kiến thức Igu nha, với tất cả những anh em ngoài anh Nghi Võ ra thì còn có anh Tim Nguyễn hay là anh Nam Mô, rồi những anh em mà nhiều kinh nghiệm ha. Đó là những rất là bổ ích cho những anh em Ruby nha mọi người. Thì những anh em nào ở kênh của Nghĩa Đào Iguna mà ở gần địa phương này mà có xem cái video ở Tây Ninh hay là những cái video ở chỗ khác, thì chúng ta hãy nên tìm hiểu và đi đến giao lưu với những cái buổi này nhiều hơn nữa, để mà tìm hiểu thêm về cách nuôi, nói chung là tìm hiểu về rồng nhiều hơn đó mọi người. Rồi ok, một lần nữa thì em cảm ơn admin câu lạc bộ Tây Ninh anh Nghiêm Võ nha. Cảm ơn em rất là nhiều đã tạo một cái sân chơi các bạn. Nghĩa Đào ở tận Long Xuyên mà tới với mình đó là ngày thứ bảy, mưa gió phải sắp xếp rất là nhiều thứ, rất là nhiều việc để tới đây. Thật sự là rất là mến anh em. Cảm ơn các em rất là nhiều. Năm sau làm hay tháng sau gì đó là Long Xuyên anh về ha. Chào, ok anh em, gặp nhau. Okay, ok, cảm ơn người. Chào. Ok mọi người, thì cái buổi online tại câu lạc bộ Bò Sát Tây Ninh thì cũng kết thúc rồi mọi người. Thì cảm ơn nhà ban tổ chức là anh Nghiêm Võ đã tạo cơ hội cho Nghĩa Đào để mà tìm hiểu những bé Igu
và những anh em chia sẻ ego rất là nhiều về cho anh em Newbie nữa mọi người. Ok mọi người ơi, Nghĩa Đào xin kết thúc video tại đây. Nếu mọi người yêu thích video này thì hãy cho Nghĩa Đào một like, một share và một subscribe nếu hậu kênh của Nghĩa Đào các mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại.